Chết tối rồi, cả con mẹ nhưng đó là con nhưng con. Ôi nhưng ôi gãy lưng rồi. Ôi giời ơi. Ôi giời, gãy lưng bố ơi. À cái bọn này. Ngã. Ôi giời, cả thằng em nữa. Ôi giời. Xin chào các bạn, bạn. Đây là con ngựa. Đây là con ngựa nhồi. Ôi giời. Ôi giời. Mẹ là thằng em à. Úi rồi. Ui thằng em. Ui rồi. Gãy lưng bố rồi. Ai giời. Ui rồi. Ui rồi. Ui, thế còn. Thế còn lưng bố. Gãy mẹ lưng. Em ơi, đừng bắn anh. Anh. Em ơi. Gãy lưng. Sao cái làm gì? Xin chào. Ui giời ơi, lưng này. Anh em ơi, anh em ơi, công an đến kìa. Ui dồi ôi, gãy mẹ lên bố. Trang Khang biết xem điện thoại. Ui dồi. 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 Mẹ. Mặc quần áo. Mẹ nhà thằng ấy. Bố nhé, lắp cao lắp nhé. À, lên nhé, lên đứng bố nhé. Ok. Chờ bố bật cái ấy để cho Khang nào nó mặt mặt ấy cho đấy cho mình cười. Anh em ơi, anh em ơi. Ôi giời, gãy mẹ lưng bố không con này. Ôi giời, cục thế đau con. Mẹ nhìn. Ôi giời, đứng đẩy em thế. Con không được đẩy em thế đâu. Ây ơi, dặm lưng bố đau. Bố chí ngủ nhá. Ngủ nhá. Thế. Úi dồi. Anh em ơi. Lên nóc nhà, sao? Lên nào, lên nào, lên nào, lên. Ấy úi dồi. Lên nóc nhà là lên nóc nhà, bắt con gà là bắt con gà. Úi dồi chết rồi, nó lên nóc nhà thật rồi. Ôi giời ơi, nó dẫm lưng bố này.